Thưa quý vị, đó là một bản tin liên quan tới các loại chủng ngừa, và một trong những hãng chủng ngừa họ làm ra cái mũi chủng ngừa trong cái đại dịch 19 vừa rồi đó là hãng Moderna. Thì hãng Moderna họ đã tiếp tục có được một cái hợp đồng với bên chính phủ của ông Biden, không biết để làm gì đây thưa quý vị, mà họ nói là trên danh nghĩa là để xây dựng và phát triển, để mà gọi là phát triển một loại chủng ngừa nữa dựa trên cái gốc của cái mũi chủng ngừa đại dịch 19. Bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau: chính quyền Biden gần đây đã ký một thỏa thuận trị giá 176 triệu Mỹ kim với hãng Moderna để mà công ty này đó sẽ phát triển các loại chủng ngừa thuộc loại là mRNA. Mục đích của chính quyền Biden là để chuẩn bị cho một đại dịch cúm trong tương lai. À, không biết chừng nào ta, đang mùa này đại dịch cúm trong tương lai. Rồi khoản tiền này do Bộ Y tế và Vụ Dân sinh cấp cho sẽ hỗ trợ cho công ty này thực hiện các thí nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối dự kiến diễn ra vào năm 2025, 2025 nha. Hành động này diễn ra khi một chủng cúm gia cầm được gọi là H5N1 đó quý vị, ta hay gọi là H5N1 đó, đã tàn phá các trang trại trên khắp cả nước. Mặc dù chưa có báo cáo về sự lây truyền từ người sang người, nhưng một số công nhân ở các trại gà này đã mắc bệnh. Thỏa thuận được thực hiện thông qua cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến Hoa Kỳ, mang lại cho chính phủ khả năng mua các loại chủng ngừa sản xuất trong nước và bảo đảm là có giá hợp lý cho người tiêu dùng chọn được chủng ngừa bằng những loại này. Mặc dù có khả năng các nhà sản xuất lớn khác như là Pfizer cũng đang nghiên cứu các loại chủng ngừa với cúm gia cầm, nhưng bên chính quyền Biden không bình luận gì về việc liệu Mỹ có tham gia đàm phán, chính quyền có tham gia đàm phán để mua các loại chủng ngừa này nữa, hay là cấp tiền để cho họ xây dựng giống như phát triển các loại chủng ngừa này giống như đã làm với Moderna hay không. Công nghệ chủng ngừa mRNA đang được sử dụng giống với công nghệ mà hầu hết các công ty đã sử dụng để tạo ra loại chủng ngừa đại dịch 19. Nó được chứng minh là dễ gọi là dễ làm, khiến nó trở thành một sự lựa chọn phù hợp cho các tình huống có thể xảy ra các loại đột biến và các chủng siêu vi khuẩn mới. À, này này họ nó họ chuẩn bị nha, họ chuẩn bị là gì cho một cơn đại dịch cúm trong tương lai nha, mà không biết chừng nào nha. Còn mà họ nói là cái giai đoạn thí nghiệm lâm sàng cuối cùng, đang giai đoạn cuối rồi đó của Moderna này đó, nó sẽ là trong năm 2025 nha. À, đó là bản tin, cho nên quý vị nhớ là 10, nếu tổng Trump có thắng ông Biden là phải tới gì? 12 giờ trưa nhé, 12 giờ trưa ngày 20 tháng Giêng năm 2025 thì tổng thống Trump mới chính thức là vị tổng thống thứ 47. À, này này đó, tin tức là vậy thôi thằng Michael đó, chứ cũng chẳng biết như thế nào nữa. Nói chung là cái con mà H5N1 thì hả, nó mấy mười mấy năm, mấy hai chục năm rồi ha quý vị ha. H5N1 là mười mấy hai chục năm rồi đó. Nghe nghe riết luôn á, giờ cái tự nhiên nó trở lại chả hiểu. Để giờ chúng ta đi tới bản tin tiếp theo, đó chính là cũng của The Post Millennial cho biết, bất chấp ông Biden đã ký một cái sắc lệnh, ông ta bảo rằng là gì, hạn chế nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà trong tháng 6 vừa rồi cũng đã có hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đi vô nước Mỹ qua biên giới phía Nam. Bản tin cho biết với nội dung như sau: có thông tin tiết lộ rằng hơn 100.000 người nhập cư bất hợp pháp đã được đưa vào nước Mỹ qua biên giới phía Nam vào tháng 6 này vừa qua, cùng tháng mà ông Biden tuyên bố rằng ông ta đã ban hành một cuộc trấn áp các cuộc vượt biên bất hợp pháp. Ngoài ra, các tài liệu của Bộ Nội an mà tờ báo New York Post thu thập được và chia sẻ cho The Post Millennial cho thấy rằng bất chấp lời hứa của ông Biden nhằm ngăn chặn những người bất hợp pháp đi vào nước Mỹ giữa các cái cửa nhập cảnh xin tị nạn, khoảng 30.000 người vẫn cố gắng làm như vậy. Theo New York Post, khi số lượng người nhập cư vào Mỹ vẫn cao hơn nhiều trong so với chính quyền trước đó, cùng thời kỳ, số lượng người nhập cư bất hợp pháp vượt biên vô Mỹ được báo cáo vào tháng 6 ít hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023, khi ông Biden cũng là chịu trách nhiệm quản lý biên giới. Các hạn chế được nêu trong sắc lệnh ngày 5 tháng 6, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như bất kỳ ai đi vào Mỹ qua khu vực San Diego đến từ hơn 100 quốc gia không chấp nhận người bị trục xuất đều được miễn, vì họ cho rằng là cái đất nước nơi họ bỏ đi dù sao cũng sẽ không nhận họ trở về.
Chương trình tạm tha nhân đạo cũng sẽ cho phép tế hơn 30.000 người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela cùng một số quốc gia có nền kinh tế cũng như chính trị xã hội bất ổn khác được vô nước Mỹ mỗi một tháng. Thế đây quý vị thấy là cái này nó giống như là gì, giống như lạm phát vậy đó, tức là gì, cái tốc độ thì nó có giảm nhưng lạm phát vẫn có. Thì trong tháng 6 này họ giả bộ họ nói là có giảm kìa, giảm gì cũng hơn cả 100.000 người đi vô chứ ít gì. Hơn cả 100.000 người đi vô. Đó, cho nên là người dân người ta đâu để đông bay, họ đâu có bị dễ bị dụ đâu quý vị. Họ đâu có tin vào mấy cái đó đâu. Họ vẫn sao tiếp tục bất tín nhiệm ông Biden và toàn bộ chính quyền của ông. Cộng thêm cái trận debate quá tệ hại thì nó làm cho mọi thứ đang ngày càng tồi tệ hơn với ông Biden. Mà chưa kể như vậy đâu, có những người đã được trục xuất khỏi Mỹ rồi dưới thời Tổng thống Trump. Bây giờ ông Biden quay trở lại, ông Biden ông vô, ổng cho mấy người này vô lại Mỹ luôn quý vị. Tức là không chỉ những người mà vô bất hợp pháp mà còn những người bị trục xuất rồi, bây giờ cho vô tiếp tục luôn. Bản tin cũng của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Chính quyền Biden đã bắt đầu đưa những người nhập cư bất hợp pháp từ một quốc gia thuộc Phi Châu là Cameroon. Những người này đã bị trục xuất trong những năm dưới thời của Tổng thống Trump và cho những người này bây giờ đi vô lại nước Mỹ. Tuy nhiên, có bao nhiêu người Cameroon đã được tái nhập cảnh vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng theo một bản ghi nhớ nội bộ của cơ quan cảnh sát di trú do Washington Free Beacon được thu được tiết lộ rằng có tổng cộng 28 người dự kiến sẽ được đưa trở lại vào nước Mỹ. Đây là một dường như là một phản ứng đối với một báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền tuyên bố rằng hàng chục người xin tị nạn tại Phi Châu được cho là phải chịu đựng cái sự đàn áp của chính phủ quê hương của họ. Tuy nhiên, cơ quan này đưa tin rằng lý do chính thức cho việc đưa những người này về lại nước Mỹ là để tránh một vụ kiện có thể xảy ra. Tuy nhiên, không hề có bất kỳ một tòa án nào ra lệnh cho họ phải trở lại nước Mỹ, hay cũng không có bất kỳ một tòa án Mỹ nào ra lệnh là chính quyền Biden phải nhận những người này lại. Các bản ghi nhớ được Free Beacon xem xét cho thấy một quan chức của cảnh sát di trú đang làm việc với một nhóm bất vụ lợi ở bên ngoài để giúp đưa những người này trở lại Hoa Kỳ. Một email cho thấy là giám đốc văn phòng nghiên cứu luật về quyền của người nhập cư tại Texas A&M University, Fatma Maruf, đã thông báo cho cơ quan cảnh sát di trú khi nào những người nhập cư bất hợp pháp của Cameroon sẽ được về lại nước Mỹ. Trời ơi, ghê không quý vị? Ghê không? Bởi vậy, mấy con nói thật sự, họ rất là sợ Tổng Trump trở lại. Tại vì lúc mà Tổng Trump mà ông mà đóng cửa biên giới đó, là ông sẽ phải điều tra luôn những hoạt động buôn người và những cái tổ chức râu ria này kia nè đó, ăn tiền hỗ trợ, cái mặt là gì, tổ chức bất vụ lợi thì xin tiền chính phủ, tổ chức bất vụ lợi thì xin tiền chính phủ. Và nếu mà Tổng Trump mà điều tra đó là có nhiều chuyện lớn lắm luôn á, có nhiều chuyện lớn lắm, cho nên là họ sẽ rất sợ chuyện này. Chưa kể là có những chính trị gia còn chơi với cả băng đảng nữa. Tổng Trump mà điều tra cũng khá người là mệt đó thưa quý vị. Cho nên họ rất sợ Tổng Trump trở lại. Và tại sao vấn đề biên giới không bao giờ giải quyết được? Đó chính là vì còn nhiều yếu tố đằng sau cái đó nữa. Nó rất là ghê gớm quý vị. Không có đơn giản đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái bản tin tiếp theo. Hôm qua thì ông Steve Bannon, quân sư của Tổng thống Trump, đã phải vô tù ở Danbury, Connecticut, thụ án 4 tháng tù do chống lại cái ủy ban ngày 6 tháng giêng cũ. Thì hôm nay đã có một tin tức khác, không phải là về tù tội, nhưng mà là về phá kế sinh nhai. Đó chính là tin liên quan tới bố già Rudy Giuliani. Bố già Rudy đã có bản tin là ông bị disbarred. Disbarred tức là gì? Bị tước bằng hành nghề luật sư. Tước bằng hành nghề luôn chứ không phải là đình chỉ nữa. Tước bằng hành nghề luôn ở tiểu bang New York. Bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Bố già Rudy đã bị tòa phúc thẩm của tiểu bang New York tước bằng hành nghề vì những tuyên bố liên quan tới tính chánh danh của cuộc bầu cử năm 2020. Tài liệu của tòa án hiện có lệnh là có hiệu lực ngay lập tức. Tuyên bố rằng bố già Rudy đã bị cấm hành nghề luật
và tên của ông đã bị loại khỏi danh sách các luật sư và cố vấn pháp lý ở tiểu bang New York. Giấy phép hành nghề của bố già Rudy đã bị tòa án đình chỉ vào tháng 6 năm 2021. Họ bảo rằng dựa trên bằng chứng không thể chối cãi là bố già đã truyền đạt những thông tin mà họ kêu là sai trái và gây hiểu lầm rõ ràng cho tòa án, các nhà lập pháp và các công chúng nói chung. Và họ cho rằng hành vi này của bố già Rudy gây đe dọa lập tức cho lợi ích công. Tòa án đã chỉ định một trọng tài tiến hành buổi điều trần về các cáo buộc và nộp báo cáo đưa ra các phát hiện về sự việc và kết luận của luật, đồng thời đề xuất kỷ luật bố già Rudy nếu có và phù hợp. Vào tháng 8 năm 2023, sau khi Ủy ban khiếu nại luật sư ra quyết định là bố già Rudy phải chịu một cái bản kiến nghị gồm 20 cáo buộc dựa trên các hành vi sai trái khiến cho bố già bị đình chỉ bằng luật tạm thời. Vị trọng tài này đã triệu tập phiên điều trần về trách nhiệm luật sư kéo dài 6 ngày vào tháng 10 năm 2023, và khi kết thúc phiên điều trần, ông ta nói rằng là bên phía của cái ủy ban khiếu nại luật sư á, ủy ban kỷ luật đó, đã chứng minh được 16 trên 20 cáo buộc về bố già, cho nên quyết định là bây giờ tước bằng hành nghề của bố già luôn. Tước bằng hành nghề của bố già luôn, thưa quý vị. À, đó, quý vị thấy không? Những người luật sư mà đấu tranh cho Tổng thống Trump đều bị tước bằng hoặc là đình chỉ bằng hành nghề hết. Điều này để làm gì, thưa quý vị? Để làm cho những người nào có khả năng, những người mà có lòng với đất nước sẽ sợ và không dám gì risk, không dám đánh cược với cái bằng luật sư, cái cần câu cơm của mình, cái kế sinh nhai của mình để đi giúp cho Tổng thống Trump. Rất là ghê gớm quý vị. Rất ghê gớm ha. Lawfare đó, trận đồ pháp lý đó, nó không dừng lại ở bất kỳ ai. Tổng thống Trump là cái người chịu nặng nhất, nhưng vẫn có những người khác phải chịu như Tổng thống Trump. Giáo sư Navarro, ông Steve Bannon, bà luật sư Sidney Powell, bố già Rudy, ông Jeff Clark, rồi ông Michael Roman, ông Kenneth Chesebro, tất bao nhiêu người bị truy tố và bị kiện tụng, bị tước bằng luật sư chỉ vì họ cố vấn cho Tổng thống Trump thôi quý vị. Mà trong khi đó những người kia làm bậy làm bạ, bên kia họ làm bậy làm bạ, họ làm bao nhiêu điều sai quấy, không bị gì hết mà còn được tôn vinh. Thế mới hay, mà còn được tôn vinh. Đó. Cho nên chúng ta phải chấn chỉnh những điều này lại, thưa quý vị. Và cơ hội đang ngày càng lớn hơn. Sau khi Tổng Trump liên tục có những tin tốt lành từ trận debate cho tới cái phán quyết của tối cao pháp viện 1512C2, rồi tới quyền miễn trừ tổng thống, hôm nay là phiên tòa ở New York đã hoãn cái ngày tuyên án, rồi Tổng thống Trump thì điểm thăm dò là vung vút hơn ông Biden, chấp luôn cả những người mà bên đảng Dân Chủ bây giờ rủ rỉ với nhau có thể thay ông Biden được hay không. Và cộng thêm vấn đề nữa là gì? Bên phía của ông Biden đang gặp rất nhiều tin xấu và các sóng gió. Khi một số những người đảng Dân Chủ có chức có quyền nha. Mấy bữa nay là mình toàn nghe là cái gì? À, đài này nó vậy, tờ báo này nói kia, các đại gia này nói thế này, một số những người thân cận nói thế nọ. Nhưng bây giờ đã có những quan chức thật sự luôn đã bước ra và kêu gọi ông Biden rút lui. Người bắn phát pháo đầu tiên đó chính là một dân biểu đến từ khu vực Austin của tiểu bang Texas, ông Lloyd Doggett. Ông Lloyd Doggett này là dân biểu, ông cũng 70 mấy tuổi rồi. À, ông làm việc cho Ukraine, quý vị, đó quý vị thấy không? À, cờ Mỹ ông thấy đâu hết, đằng sau cờ Ukraine mà. Oh, yêu quá, yêu Ukraine quá. Đó. Thì ông ta đã theo bản tin của The Texas Tribune cho biết, ông Doggett ngày hôm nay đã ra một thông báo là kêu gọi ông Biden dừng cuộc chơi. Ông nói về cơ bản, ông Biden vẫn tiếp tục coi như là đi tranh cử, nhưng mà gì về theo sau các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ ở các tiểu bang quan trọng. Tức là ý ông nói là gì? Tức là cái điểm thăm dò đó cho thấy là ông Biden thua Tổng thống Trump ở mấy tiểu bang quan trọng. Mặc dù mấy người thượng nghị sĩ đương nhiệm như là ông Bob Casey, rồi ông Sherrod Brown, rồi bà Tammy Baldwin, bà Eliza Slotkin này kia đó, ông Tim Kaine này kia vẫn hơn, còn hơn một số những người Cộng Hòa. Tức là ý nói vậy, ông Biden dở hơn cả mấy người thượng nghị sĩ đương nhiệm. Ông nói vậy, dở hơn cả mấy người thượng nghị sĩ đương nhiệm và đang thua xa Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò.
Ông bảo rằng tôi đã hy vọng rằng cuộc tranh luận tuần trước sẽ tạo ra một động lực nào đó để thay đổi mọi chuyện. Tuy nhiên, nó đã không xảy ra. Thay vì đi trấn an cử tri, ông Biden đã thất bại trong việc biện minh một cách hiệu quả nhiều thành tích của mình và vạch trần nhiều lời nói dối của ông Trump. Cho nên đã đến lúc chúng ta phải thay thế ông Biden và Biden nên rút lui. Tôi đã cảnh báo cho tòa Bạch Cung về quyết định này của tôi và tôi đã bày tỏ sự thất vọng của mình với ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Đồng thời tôi đưa ra tuyên bố này mà không hề có bất kỳ những liên lạc, xin xỏ, ý kiến, phê duyệt hay chỉnh sửa gì hết. Ý là gì? Tôi tự động đưa ra luôn, tôi không cần ai nói tới chuyện với tôi cả. Tôi tự đưa ra luôn. Có nhiều người muốn đưa ra tuyên bố giống tôi lắm, nhưng họ lại ngại về việc làm bất cứ điều gì có thể gây thêm khó khăn cho ông Biden. Đó là tuyên bố của ông dân biểu Lloyd Doggett. Ông này là cái người đầu tiên của đảng Dân Chủ trên quốc hội bắn phát pháo đầu tiên kêu gọi ông Biden rút lui. Ngoài ra còn có một ông là ông Julian Castro. Ông Julian Castro là bộ trưởng về đô thị và gia cư dưới thời của ông Obama, thị trưởng của San Antonio, cựu thị trưởng San Antonio và từng tranh cử tổng thống năm 2020 của đảng Dân Chủ. Ông ta cùng tham gia với lại ông Doggett kêu gọi ông Biden rút lui. Ông ta đã lên MSNBC và nói rằng tôi tin rằng chúng ta có những sự lựa chọn mạnh mẽ hơn. Chúng ta có một đội ngũ những người có thể làm công việc tốt hơn, bao gồm cả bà Harris nữa. Thật là quá mạo hiểm để có thể để cho ông Trump giành chiến thắng vào tháng 11 này. Đó là cái tiếp theo là ông Julian Castro. Rồi tiếp theo nữa chúng ta cùng tới với lại một bà dân biểu đến từ một địa hạt của đảng Cộng Hòa. Bà là người Dân Chủ mà bà đến từ địa hạt của người Cộng Hòa. Đó chính là bà Marie Klusinkam Perez. Bà Marie Klusinkam Perez. Bà ta đã chia sẻ theo bản tin của bên phía MediaEye. Mọi người biết là MediaEye là một cái hãng tin gọi là cực tả nha. Họ không bao giờ họ đưa tin gì đàng hoàng về phía của Tổng thống Trump hay là của MAGA trơn. Họ đưa tin thường là đâm chọt không à. Và họ đã đưa bài gọi là đau đớn. Bà ta đưa ra, họ đưa ra cái bài phỏng vấn trong đó là bà Perez, bà ta đã chia sẻ rằng là bà ta tin Tổng thống Trump, nếu mà không thay đổi đó, bà ta tin rằng là ông Biden sẽ thua Tổng thống Trump. Bà ta nói khoảng 50 triệu người Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden. Tôi là một trong số họ trong khoảng 5 phút vô cùng đau đớn. Và tất cả chúng ta đều thấy những gì chúng ta đã thấy. Bạn không thể nào rút lại được, chuyện đã lỡ rồi. Và bạn biết đấy là chuyện đã lỡ là cái trận debate lỡ rồi đó. Và bạn biết đấy, thực sự tôi nghĩ là ông Biden sẽ thua ông Trump. Tôi biết điều đó thật khó khăn. Nhưng tôi nghĩ cuộc tranh luận đó đã gây ra những thiệt hại. Tại sao bà ta lại nói như vậy thưa quý vị? Vì bà ta tranh cử ở một địa hạt của Tổng thống Trump. Bữa một địa hạt của Tổng thống Trump. Rồi thêm một người nữa. Đó chính là ông dân biểu Jared Golden. Ông Jared Golden là đến từ tiểu bang Maine. Và cái địa hạt này cũng là địa hạt của đảng Cộng hòa. Ông ta bây giờ đang tranh cử dưới cái tinh thần là một người nửa nạt nửa mỡ. Đó, ông Jared Golden đây. Ông này thì đang có nguy cơ thua thưa quý vị. Cho nên ông ta muốn giống như bà Perez vậy đó. Hai người là ở cùng một những cái địa hạt của đảng Cộng hòa. Bây giờ họ phải ra họ nói vậy để làm gì? Để họ chạy khỏi ông Biden. Để cho cử tri vẫn bỏ phiếu cho họ. Tại vì cái sự lo ngại của đảng Dân Chủ tại Hạ viện như hồi thứ Bảy trong Michael đưa cho quý vị bản tin. Họ sợ rằng là ông Biden sẽ kéo hết tất cả cùng thua luôn. Đối với họ ông Biden thua hay không á, nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà họ sợ rằng là ông Biden thua là họ thua theo luôn. Người ta sẽ chán ông Biden, người ta không đi bỏ phiếu cho ổng thì họ bị mất phiếu luôn. Họ bị mất phiếu luôn. Cho nên là bây giờ họ tính một cái đường. Chưa biết là có thành công hay không. Nhưng mà họ sẽ nói là ô thôi chạy đi. Bỏ của chạy lấy người, bỏ Biden chạy lấy người đi. À, thì ông Jared Golden này trên bản tin của The Hill cho biết là ông đã đăng một cái bài viết ở trên tờ báo Bangor Daily News. Ông nói rằng là ông Donald Trump sẽ thắng và nền dân chủ của mình cũng sẽ ổn thôi. Vì thấy chưa? Đó, giờ đổi giọng rồi đó.
Trước đó là gì? À, Trump là mối đe dọa có nền dân chủ. À, Trump lên là độc tài. À, độc tài wannabe. À, người muốn làm độc tài ngày đầu tiên, vì nhau, vì nhau. Đó, bây giờ đổi giọng ơi. Ồ, Trump sẽ là người chiến thắng. Và vì nền dân chủ mình cũng sẽ ổn thôi. Thấy chưa, thấy chưa? Đó, bà xạo chưa, bà trợn chưa, đó. Đó, rồi ông nói rằng là mặc dù tôi không có ý định bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng ông Trump sẽ thắng và tôi ổn với kịch bản này. Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ông Trump sẽ lật đổ nền dân chủ của Mỹ. Ông cho rằng việc đưa ra cảnh báo về chiến thắng của Tổng Trump sẽ đã bỏ qua sức mạnh của một quốc gia gần 250 tuổi. Ông nói không giống như ông Biden và nhiều người khác, tôi từ chối tham gia một chiến dịch nhằm dọa cử tri với ý tưởng rằng ông Trump sẽ chấm dứt nền dân chủ của chúng ta. Cuộc bầu cử này là về kinh tế chứ không phải nền dân chủ. Trời đất ơi. Và khi nó tới nền kinh tế, quốc hội của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với việc ai chiếm giữ tại Bạch Cung. Ông ta đã từng nói rằng là sự việc ngày 6 tháng Giêng một ngày đen tối trong lịch sử Mỹ. Nhưng ông cho biết là các viên cảnh sát, các quan chức bầu cử tiểu bang và thành viên quốc hội vẫn tham gia bảo vệ nền dân chủ như các thành viên của quân đội Mỹ. Ông ta còn nói rằng tôi kêu gọi tất cả mọi người, cử tri, các quan chức dân cử, giới truyền thông và người dân hãy bỏ qua chiến thuật hù dọa người dân và những giấc mơ chính trị viển vông của những tầng lớp mơ mộng. Chúng tôi không cần những người trong đảng ở trong những căn phòng đầy khói thuốc để cứu chúng tôi. Tức là giống như là gì đó, ý ông nói là gì, mấy đám này toàn là gì phê pha hay gì đó, không biết nha, đừng biết nhau đó. Chúng ta có thể bảo vệ nền dân chủ của mình mà không cần tới họ. Ghê chưa, ghê chưa. Thì ứng cử viên mà muốn lật ghế ông này nè là ứng cử viên Thirio cho biết đây là một nỗ lực hết sức giả tạo nhằm trốn tránh trách nhiệm. Ông đã hỏi ông dân biểu Golden này liệu ông có ủng hộ Biden hay không, và liệu ông ta tin rằng ông Biden có đủ năng lực để mà đủ cái vấn đề về trí lực hay không. Ông CEO nói ông ta sẽ không dám nói đâu, bởi vì ông ta đang đặt chính trị lên trên người dân. Tức là bây giờ những cái người mà ở mấy cái địa hạt mà ba rọi đó, mấy địa hạt mà tím nè với đỏ nè, mà đang dân chủ đó, bây giờ là giả bộ xạo quý vị, xạo bà kia với ông này, hai người xạo. Tức là bây giờ chạy, họ phải kiếm gì đó để họ chạy khỏi ông Biden. Họ chạy khỏi ông Biden, nhưng mà họ không nghĩ tới chuyện là gì. Họ chạy như vậy thì cử tri dân chủ bỏ họ, đúng không? Cử tri dân chủ bỏ họ. Đó, cử tri bỏ họ thế. Đó, thà ví dụ như họ ngồi im đi, không nói gì hết trơn, ngồi im đi. Bây giờ Biden nếu mà coi như là tiếp tục không thay đổi được nữa thì lúc đó anh chạy trước. Còn bây giờ còn không có người nào mà lên á thì lúc đó thì tính sao, có thể tiếp tục là vuốt đuôi người đó hoặc là chạy luôn. Còn bây giờ đi chạy sớm quá. Đi chạy sớm quá ha, mấy người này còn trẻ mà chạy sớm quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với lại cái bản tin, đó chính là giữa lúc mà ông Biden đang gặp nhiều áp lực như vậy thì bà Jill cũng như là các con các cháu đã nói rằng là gì, tiếp tục cuộc chơi, không có dừng gì hết trơn á. Bây giờ họ còn bước thêm bước nữa là gì quý vị? Anh ba báo bây giờ nổi lên là một trong những cố vấn của ông Biden. Nha, yeah. Ngày xưa chỉ là con thôi. Rồi ví dụ như là dùng tên tuổi của cha đi làm ăn này nọ, ví dụ như tía, bữa đó tía con đi gặp này, đi gặp kia đi. Đó. Thì bây giờ là thành gì? Bây giờ là vô luôn các cuộc họp của ông Biden với các quan chức và cũng như các cố vấn luôn quý vị. Bây giờ anh ba báo giống như là lên tới hàng, gọi là giống như cô Ivanka hay là anh Jared Kushner mà làm cho tổng trong tòa Bạch Cung nha quý vị. Nghe chưa? Bản tin của New York Post cho biết với nội dung như sau. Đó chính là anh ba báo đã tham gia vào các cuộc họp ở cánh tay tòa Bạch Cung, những cuộc họp mà liên quan về tới kế sách rồi chính sách này kia luôn đó, kể từ khi ông Biden trở về tòa Bạch Cung sau trận debate với Tổng thống Trump. Khi ông tiếp tục từ chối những lời kêu gọi của những người dân chủ rút lui, New York Post đã xác nhận bản tin này. Anh ba báo là người ủng hộ việc ông Joe tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ 2, vì gia đình trong lúc gia đình Biden được cho là đổ lỗi cho các cố vấn lâu năm của ông về cuộc tranh luận tệ hại. Một nguồn tin nói với New York Post rằng anh ba báo bây giờ không còn tin những vị trợ lý cũ của cha mình nữa.
Và một nguồn tin nói rằng là tôi nghĩ anh Ba Báo muốn tiếp tục cuộc chơi và anh Ba Báo muốn có mặt ở đó để làm việc cho cha mình. Và ông Joe chỉ đơn giản không thể trả lời không. Tức là gì? Tức là con muốn gì? Là con đặt đâu cha ngồi đó đó. Con đặt đâu cha ngồi đó. Rồi tiếp tục nữa là theo bốn nguồn tin, vai trò bất thường mới của anh Ba Báo trong các cuộc họp và đã được xác nhận bởi New York Post bởi hai nguồn tin có hiểu biết gián tiếp. Đồng thời họ không biết là chính xác vai trò của anh Ba Báo là gì trong việc thông báo cho họ làm sao trong cái quy trình để mà ông Biden ra các quyết định về chính trị và cũng như là về chính sách. À, tức là bây giờ họ không biết là cái danh vị của ảnh đang là cái gì mà tự nhiên giống như là đang 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 vô cái đang vô cái đang 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 nó đây cái guồng quay bình thường, tự nhiên anh em xuất hiện. Bây giờ họ cũng không biết luôn. Ví dụ như là ông Biden có thể đưa đưa qua cho cái người giống như là đổng lý văn phòng đi, ông Jean nè, hay là ông cái bà mà cái bà gì quên mất tên, cái bà đó là bên văn phòng nhân sự và ngân sách là Bạch Cung đó đó, thì cái chỗ đó họ sẽ đưa cho ông Biden như là ông bổ nhiệm anh Ba Báo làm gì như là senior advisor, tức là cố vấn cấp cao cho tổng thống, ví dụ vậy đi. Giống như cô Ivanka với lại anh Jared là có tên đàng hoàng trong danh sách nhân sự và trả lương là không đồng, hai người đó không nhận lương. Còn cái này là cũng không biết là cái title là cái gì luôn, không biết chức vụ là gì luôn, ảnh tự xuất hiện, ảnh vô ảnh họp với cha anh luôn. Đó, ảnh vô ảnh họp với cha anh luôn đó, cho nên là bây giờ người ta khó hiểu thôi. Ủa vậy làm sao bây giờ ảnh làm cái gì rồi, mai mốt ví dụ như bây giờ nói chuyện, bây giờ cô cũng có gì báo cáo lên Biden, bây giờ ảnh xuất hiện người ta hỏi ủa who are you, đúng không? Anh ủa anh Ba Báo, ồ kìa anh Ba Báo, anh ở đây làm gì vậy, em tới báo cáo với thầy mà anh ở đây làm gì vậy đó, đúng không? Người ta cũng rối đó. Thì một nguồn tin của NBC cho biết phản ứng nội bộ từ các phụ tá là chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sau khi anh Ba Báo đã tham gia vào nhiều cuộc họp và các cuộc điện đàm của ông Biden. Bà Karine Jean-Pierre là phát thư ký báo chí tại Bạch Cung đã tìm cách mô tả vai trò mới của anh Ba Báo là thoáng qua, và cái vai trò của ảnh đó chỉ là mập mờ cho tới tối thứ hai khi anh ấy đã tham gia vào một cuộc họp để chuẩn bị cho bài phát biểu của ông Biden dài 5 phút liên quan tới phán quyết của tối cao pháp viện về quyền miễn trừ của Tổng thống Trump. Mặc dù một nguồn tin nói với New York Post rằng anh Ba Báo lại được phát hiện ở cánh tay tại Bạch Cung vào sáng hôm sau. Anh Ba Báo, một nguồn tin nói rằng là anh Ba Báo đã vào tối thứ hai đã ở lại với cha của mình sau một ngày cuối tuần dài ở Camp David, và cuối cùng anh ta đã đến cuộc họp buổi chuẩn bị cho bài phát biểu của ông Biden, và cuối cùng anh ấy đã dành thời gian tiếp tục ở lại với cha mình và gia đình vào đêm đó. Các thành viên của gia đình Biden đã đổ lỗi cho thảm họa tranh luận là lỗi của các cố vấn lâu năm, bao gồm các ông Ron Klain, bà Anita Dunn và ông Bob Bauer. Mặc dù anh Ba Báo có thể hỗ trợ về mặt tinh thần cho ông Joe, nhưng vai trò mới này có nguy cơ làm sâu sắc thêm những tình thế khó khăn về chính trị của ông Joe. Đó là cái bản tin bây giờ là anh Ba Báo nổi lên. À, thì có thể là bà Jill bà ấy đang làm cái vai trò là gì, đi đánh đánh dư luận ở bên ngoài, đánh tan dư luận bên ngoài, rồi tới anh Ba Báo là gì bây giờ kèm cha mình luôn, nhưng mà không biết là lúc ảnh kèm rồi có anh có cái gì hay không nha, cái đó mình không biết nha. Cái này mình không biết nha, cái nhớ quý vị nhớ cái bịch mà màu trắng đó tới giờ cũng đâu biết ai với ai đâu, bên mật vụ họ cũng dẹp, họ cũng không điều tra gì nữa nên là cũng chẳng biết được, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ là ông Biden là đang có vợ con là bước ra đó, bây giờ là cánh hai bên đó, hai bên ông Biden là giờ là gì, bà Jill với lại gì anh Ba Báo rồi đó. Bình thường là đứng đằng sau ổng là bà Jill, bây giờ bà Jill đứng cũng đằng sau mặt bên bên kia là tới anh Ba Báo rồi đó. Đó là những gì mà Trần Michael phần tin tức mà Trần Michael muốn được gửi tới cho quý vị, và bây giờ Trần Michael xin phép được gửi quý vị tới với một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Trump. Tổng Trump đã nói rằng đây là một sự minh oan hoàn toàn. Rõ ràng là cái quyết định xuất sắc được viết một cách xuất sắc và mang tính lịch sử của tối cao pháp viện đã chấm dứt tất cả các cuộc săn lùng phù thủy của Joe Biden gian manh nhắm vào tôi, bao gồm cả tại Bạch Cung và cái bộ tư pháp tham gia vô trong cái vụ và cấm kể cả những vụ án bịp bợm về dân sự
tại New York nữa. Tất cả những cáo buộc không công bằng này được thể hiện ở mức độ là can thiệp bầu cử tệ nhất chưa từng thấy trong lịch sử lâu đời của đất nước chúng ta. Cần phải hiểu rằng tôi đã hoàn toàn vô tội ngay từ khi bắt đầu vụ bịp bợm kinh khủng và một cái nỗ lực hợp tác bất hợp pháp giả mạo này. Lâu rồi, trước khi tối cao pháp viện đưa ra phán quyết của họ. Cái tác động của cái phán quyết liên quan tới quyền miễn trừ là một tín hiệu lớn và rõ ràng cho nền công lý tại nước Mỹ. Tôi tự hào được làm người Mỹ. Tôi tự hào được làm người Mỹ. Đó là thông điệp của Tổng thống Trump. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời giờ lắng nghe cho phần 1 chương trình tin tức của chúng ta.